Sau thời gian mắc với công việc quản hồn doanh, mới đây Quyền Barbie quyết định dành thời gian đi hâm nóng tình cảm với ông xã. Bà mẹ hai con hào hứng chia sẻ, dành thời gian cho anh yêu. Anh bảo dạo này mải mê công việc không thèm đi chơi với anh. Trong suốt chuyến đi, Quyền Barbie rất chuyên cần cập nhật hình ảnh. Vừa mới qua ảnh check-in thanh lịch chảnh với bộ bikini quyến rũ, bà mẹ hai con mới đây đốt mắt người nhìn với hình ảnh nude giữa ban ngày. Bức ảnh bán nude nhanh lẹ nhận về nhiều lượt mến mộ của dân mạng. Ai nấy suýt xoa trước dốc dáng nuột nà dù đã hai con của Quyền Barbie. Thủ mới nổi tiếng, Quyền Barbie gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, trong sáng sủa và nói không với thị phi. Sau khi chọn lui về hậu trường lấy chồng và sinh con, cuộc sống của cô càng trở nên khép kín. Tuy nhiên, khoảng 1-2 năm quay về đây Quyền Barbie trở nên cởi mở hơn. Cô không quản hồn chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ của bạn dạng thân, mà còn công khai công việc quản hồn doanh và cho cả chồng con lên sóng.